Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị trở lại với chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ở phần 3 này thì Hoàng Vy xin được đề cập tới câu chuyện, tới thông tin cái câu chuyện về ông Joe Biden cũng mới vừa diễn ra ngày hôm qua, ngày thứ tư đây thôi, ở Colorado. Nhưng mà trước khi đi đến cái thông tin đó đó thì CNN một ngày trước đó có đăng lên một cái cuộc phỏng vấn độc quyền của CNN phỏng vấn Tổng thống Joe Biden. Trong đó đó ông nói rất nhiều những cái vấn đề về, và lần đầu tiên ông đương kim Tổng thống thừa nhận về những cái thử thách mà ông gặp phải đối với khối OPEC Plus, đối với câu chuyện về lạm phát và đặc biệt là quan điểm của ông về chuyện là con trai của ông, con trai duy nhất hiện nay còn sống của ông là Hunter Biden có thể sẽ phải đối diện với việc truy tố liên bang về gian lận thuế, vi phạm về thuế và việc sở hữu súng. Nhưng mà cũng đồng thời trong cái cuộc phỏng vấn này đó thưa quý vị, thì Tổng thống Joe Biden có bày tỏ cái ý là ông vẫn rất là tự tin, cho là nếu như mà ông phải so găng với Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh cử năm 2024, ông rất là tự tin là cái màn so găng này thì phần thắng sẽ thuộc về ông. Mặc dù ông không khẳng định là ông sẽ ra tranh cử nữa hay không, mà ông phải đợi cho đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc thì coi xem những cái yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế nào thì ông mới quyết định có ra tranh cử nữa hay không. Đó là cái câu chuyện, cái lời phát ngôn gần đây nhất của Tổng thống Joe Biden liên quan đến cái chuyện bầu cử sắp tới. Nhưng mà cái điều mà làm mọi người á, từ ngày hôm thứ Tư hôm qua cho tới hôm nay nháo nhào hơn cả, Fox News là tranh thủ tận dụng lấy cái cơ hội này và một lần nữa chỉ trích ông Joe Biden rất là dữ dội và cả những cái vị nhà lập pháp ở bên phía đảng Cộng Hòa. Đây không phải là lần đầu tiên và cái lần mới nhất mà ông Tổng thống Joe Biden vạ miệng, quý vị có nhớ không? Là khi ông tuyên bố về cái đạo luật chống cái nạn đói mà diễn ra trong cuộc họp báo Tòa Bạch Ốc đó, thì ông lây hoay, ông gọi là West Jackie đâu rồi? Và thực ra là Tòa Bạch Ốc thì lý giải là vì lúc mà ông ký cái đạo luật đó, ông nghĩ về cái người đã có rất nhiều cái đóng góp cho mình để mà hình thành cái đạo luật này. Thì đây chỉ là một cách diễn đạt của mình thôi. Nhưng mà một lần nữa Hoàng Vy có thưa quý vị là tùy theo với sự đánh giá của mỗi người. Nhưng mà mới đây thì Hoàng Vy không rõ là với cái sự kiện này thì có thể Tòa Bạch Ốc sẽ giải thích như thế nào. Ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden đến Colorado và ông dừng chân ở một cái đơn vị trước đây đã từng tham chiến thưa quý vị trong đệ nhị thế chiến là 10th Mountain Division. Thì ông có ca ngợi về cái sự dũng cảm của những cái người lính đã từng tham gia trong cái đơn vị này. Nhưng mà ông nói rằng ông phát biểu ở đây, ông đứng đây và phát ngôn với tư cách là một người cha đã từng có một đứa con và hy sinh rất là dũng cảm trong cuộc chiến tranh ở chiến trường của Iraq. Và ông đã nói về điều đó và xin mời quý vị lắng nghe đoạn video clip ngắn sau đây. Just imagine, I mean it sincerely. I say this as a father of a man who won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Imagine the courage, the daring, and the genuine sacrifice they all made. Đó là những gì mà Tổng thống Joe Biden nói vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Đúng là con trai của Tổng thống Joe Biden là Beau đã có từng phục vụ cho quân đội và đã đi lính ở Iraq vào năm 2008-2009. Nhưng mà Beau đã không chết ở tại chiến trường Iraq. Như là lời Tổng thống Joe Biden nói là con trai của tôi đã hy sinh mạng sống của mình ngay tại chiến trường. Mà Beau đã chết vì cancer ở cái tuổi 46 vào ngày 30 tháng 5 năm 2015 tại bệnh viện Watergate, chứ không phải là tại chiến trường của Iraq. Thì ngay lập tức bên phía cánh hữu và đặc biệt là Fox News không dễ dàng gì tha cái sự kiện này. Và họ chộp lấy và Tucker Carlson và Sean Hannity và những cái người mà anchor của bên cánh hữu và người ta nói là đây, nữa nè, đây là một bằng chứng để cho thấy là Tổng thống Joe Biden nói không có đúng sự thật. Và họ còn dùng cái từ nặng nề hơn cho rằng là nói láo. Và đồng thời trên tờ New York Times, thưa quý vị, cũng có một cái bài viết đã xuất bản vào ngày hôm qua. Họ nhận định về cái chuyện, họ tổng kết một số cái lời tuyên bố của Tổng thống Joe Biden và họ đưa ra cái lời nhận định như thế này nè. Thực ra đó là đương kim Tổng thống đó cũng có một cái thói quen là hơi nổ, hơi phóng đại một số cái sự kiện. Có những cái lời tuyên bố của Tổng thống là cái thời gian nó không có chính xác và nó vẫn thường bị mix vào với nhau. Và Tòa Bạch Ốc vẫn thường xuyên để đi để mà đính chính những cái điều này.
Nhưng mà theo tờ New York Times nói á, những cái này á, những cái lời mà nó không có đúng sự thật của ông Joe Biden á, nó chỉ là để cho một cái vị tổng thống, một cái vị chính trị gia đôi khi vấp phải những cái sai sót đó và để tỏ ra là mình có cái quyền lực, có cái vị thế, hay nói một cách dân dã, người ta đây rất là ngầu. Và họ nhắc lại một số cái sự kiện, ví dụ như cái hôm vừa rồi tổng thống Joe Biden đi đến Florida để mà giúp đỡ người dân mà đối phó với cơn bão Ian á. Trước những cái lời tuyên bố rất là cảm động của ông Tổng thống Joe Biden nói rằng sẽ giúp đỡ hết mình, sẽ sử dụng mọi nguồn lực của liên bang để giúp đỡ cho người dân. Và chính ông Thống đốc Ron DeSantis cũng có bày tỏ cái sự cảm ơn và cảm kích trước cái hành động ra tay rất là kịp thời của chính quyền liên bang. Nhưng mà Tổng thống Joe Biden tại cái buổi gặp gỡ với người dân đã có cái lời tuyên bố nói rằng là nhà của Tổng thống trước đây 15 năm trước đã bị phá hủy bởi một cái cơn hỏa hoạn. Cho nên bây giờ ông hiểu lắm, ông hiểu cảm giác của người dân Florida bây giờ bị bão đánh vô làm tan hoang nhà cửa như thế này. Nhưng mà sau đó New York Times đã chỉ ra, người ta lật về những cái cơ sở, những cái thông tin trước đây, người ta nói thật ra không phải. Không có đúng như lời Tổng thống Joe Biden nói là có một cái cơn hỏa hoạn và thậm chí lúc xảy ra là người vợ của ông vẫn còn đang ở trong cái căn nhà đó. Mà người ta nói là đó chỉ là một cái cơn cháy nhỏ, rất là nhỏ xảy ra trong nhà bếp mà thôi. Và cái đám cháy chỉ có 20 phút thôi thì đã bị dập tắt rồi. Coi như người ta, New York Times cho là Tổng thống Joe Biden đã phóng đại cái sự việc nó lên. Và New York Times cũng chỉ ra là Tổng thống Joe Biden hay trong những cái lời phát biểu của mình á, hay đính kèm những cái câu, những cái cụm từ không, tôi nói thật đó chứ, hoặc là not a joke, tôi không có nói đùa đâu. Và có rất là nhiều những cái sự kiện liên quan tới những cái lời nói thật, những cái lời mà tôi không có nói đùa đâu của Tổng thống Joe Biden. Mà sau đó người ta xét lại, người ta thấy không phải. Ví dụ như trong cái lần mà đi tranh cử cho Tổng thống, đi tranh cử chiến dịch, tranh cử Tổng thống năm 1987. Ứng cử viên Joe Biden lúc đó đã nói rằng tôi đã đi vào trường luật với cái học bổng toàn phần. Và tôi tốt nghiệp thuộc hàng nửa top của trong lớp luôn của trường luật, và tôi còn có được 3 cái bằng cử nhân khi mà tôi ra trường. Thì sau đó đó, chính ứng cử viên Joe Biden đã thừa nhận rằng thật ra mình chỉ được có học bổng toàn phần thôi, và không phải là mình tốt nghiệp thuộc hàng top, mà là mình đứng thứ 76 trên 85 sinh viên ở cái khóa đó. Và khi mà ra trường đó thì ông Joe Biden chỉ có được một cái tấm bằng cử nhân trong cái bộ môn lịch sử, khoa học lịch sử và khoa học chính trị mà thôi. Và những cái lý do khác nữa, ví dụ như ông nói rằng ông tham gia vô rất là nhiều những cái cuộc, những cái phong trào đấu tranh về dân quyền, đã từng bị bắt ở Nam Phi. Rồi nói chung là rất là nhiều những cái hoạt động trước đây để chứng minh cho cái sự nghiệp chính trị của ông rất là có cái bề dày thành tích. Nhưng mà sau đó thì người ta chứng minh ra, người ta tìm ra, người ta thấy là không phải như vậy. Và New York Times đã kết luận là Tổng thống Joe Biden khá là phóng đại, có cái thói quen phóng đại sự việc nó lên. Fox News vào sáng ngày hôm nay có một cái bài viết dài, thiệt dài. Thứ nhất là chỉ trích New York Times, nói là tại sao New York Times và xa hơn là những truyền thông cánh tả nó không có fair. Và nếu như mà đây là cựu Tổng thống Donald Trump á, thì sẽ chỉ trích cỡ nào? Mà tại sao không nói thẳng là ông Joe Biden nói láo, mà lại nói rằng là ông ấy chỉ có mắc cái trò phóng đại? Thì đó là cái quan điểm của Fox News. Nhưng mà đó thưa quý vị, New York Times cũng trong cái bài viết mà phát hành vào ngày hôm qua, họ cũng nhận định á, so với những cái lời nói dối của ông cựu Tổng thống Donald Trump á, thì cái mức độ phóng đại của ông Joe Biden có những cái lời nó không đúng á, nhưng mà nó chỉ là một cái thuộc cái phần nhỏ so với ông Trump mà thôi. Quý vị còn nhớ không? Mặc là Washington, trước tiên là Hoàng Viên ngày hôm nay cũng may mắn đọc thấy một cái bài trên tạp chí Forbes. Người ta đã dựa theo những cái cơ sở dữ liệu trên cái PolitiFact. Người ta đã chỉ ra là, người ta nghiên cứu là trong 100 ngày đầu tiên của những cái vị đương kim tổng thống là Joe Biden và hai cái vị cựu tổng thống là Barack Obama và ông cựu tổng thống Donald Trump. Vậy thì á, nhân vật nào là đưa ra những cái lời phát biểu sai trái nhất trong 100 ngày đầu tiên? Bởi vì người ta nói trong cái 100 ngày đầu tiên á, là chính quyền nào cũng muốn á, là coi như là quảng bá cho những cái thành tựu, cho những cái hoạt động rất là tích cực khi mà mình mới vừa chấp chính. Thì tờ Forbes đã nghiên cứu trên một số cái lời tuyên bố, ví dụ như ông Trump trong 100 ngày đầu tiên đã đưa ra 29 lời tuyên bố, ông Biden là đưa ra 4 cái lời tuyên bố,
thì trong đó có 2 cái lời tuyên bố là sai. Ông Trump đưa ra 29 lời tuyên bố, trong đó có 17 cái là sai. Và ông cựu Tổng thống Barack Obama là đưa ra 12 cái lời tuyên bố và chỉ có 1 cái là sai thôi. Và tạp chí Forbes đã đưa ra cái kết luận là thật ra là trong 3 cái ông mà Hoàng Vy vừa thưa với quý vị đó, thì ông Barack Obama là cái vị tổng thống mà thành thật nhất với những cái lời tuyên bố trong 100 ngày đầu tiên chấp chính của mình. Và cái đi xa hơn chắc quý vị còn nhớ là tờ Washington Post trước đây đã từng ngồi coi như là tổng hợp lại và đúc kết, và họ thấy là cựu tổng thống Donald Trump đã từng nói dối 30.573 lần trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của mình. Và có những cái lời nói dối á, nó vô thưởng vô phạt, cái kiểu giống như ông đương kim tổng thống Joe Biden nói rằng là nhà tôi là bị lửa nó thổi bùng lên và lúc đó vợ tôi ở trong đó mà thật ra chỉ là một cái đám cháy nhỏ ở trong nhà bếp thôi đó. Thì có những cái lời nói dối nó vô thưởng vô phạt của ông Trump. Ví dụ như theo CNN nói, ông nói dối ngay từ ngày đầu tiên mà ông chấp chính. Ví dụ ông nói là cái lễ tuyên thệ của ông đó, hôm đó trời không có mưa. Nhưng mà thực tế là người ta thấy, là những người tham dự người ta đều thấy là trời hôm đó đổ mưa. Và từ lúc mà ông bắt đầu cái bài diễn thuyết của mình đến lúc ông kết thúc là trời vẫn mưa. Nhưng mà ông Trump sau đó vẫn nói là cái buổi tuyên thệ của tôi trời không mưa. Nhưng mà những cái ý đó nó không có quan trọng. Hay những cái lời nói dối mà có thể giống như ông Joe Biden vừa rồi đó, trong tháng 8 á, nói cái tỷ lệ mà tăng lạm phát của nước Mỹ là zero. Nhưng mà trong đó đâu phải là 8.3%. Thì sau này tòa Bạch Ốc mới giải thích ý ông nói là nó cái độ tăng của nó là zero chứ không phải là lạm phát là zero. Nhưng mà cũng như ông Trump nói là trước khi mà ông lên nắm quyền đó, thì cái thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc là 500 tỷ Mỹ Kim. Và suốt sau này ông vẫn cứ lặp lại cái con số 500 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó nhiều lần tòa Bạch Ốc đã đính chính thay cho ông Trump là con số đó nó không có đúng. Nó không bao giờ đến 500 tỷ Mỹ Kim. Hay những cái lời nói dối kiểu vô thưởng vô phạt, như là ông Trump từng tuyên bố mình được Michigan phong tặng cho danh hiệu người đàn ông của năm, mặc dù ông Trump chưa bao giờ đến Michigan. Những cái lời nói dối đó nó cũng không có vô hại. Nhưng mà cái lời nói dối mà người ta cho là nó ghê gớm hơn là cái chuyện ông Trump á, từng nói rằng mình không có biết cái cô Stormy Daniels là ai hết á. Cô đào chuyên đóng phim khiêu dâm á, thưa quý vị. Nhưng mà thực tế là luật sư riêng của ông Trump là ông Cohen á, đã từng thay mặt ông Trump để trả 100, Hoàng Vy nhớ là 130.000 Mỹ Kim cho cái cô đào này, để cho cô Daniel này phải bịt miệng và không có được tuyên bố về những cái mối quan hệ, những cái phút giây ngoài luồng của ông Trump với cô. Nhưng mà những lời nói dối đó thực ra là nó vẫn chưa có hại. Mà lời nói dối mà người ta nói là ghê gớm và khủng khiếp và rùng rợn nhất, đó là cái lời nói dối về COVID-19. Và có lẽ nếu mà không vướng vào cái chuyện COVID-19 á, thì có lẽ là cựu Tổng thống Donald Trump đã thực sự là sẽ là có thể là một Tổng thống nhiệm kỳ 2. Khi mà ông Trump liên tục và đưa ra cái lời nói cho rằng COVID-19 là nó không có thật, nó là cái trò lừa gạt của đảng Dân Chủ. Và nó cũng giống như là một cái bệnh cúm, hay là cho rằng nó hoàn toàn trong cái vòng kiểm soát. Thì người ta chỉ trích, người ta cho rằng những cái lời phát biểu của một cái vị Tổng thống mà nói như vậy về một cái cơn đại dịch đó, làm cho người dân Mỹ ý y. Và làm sao kết thúc nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Donald Trump thì phải đối diện với một thực tế là có 400.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 ở cái thời điểm đó. Thì người cho đó là cái lời nói dối khủng khiếp nhất. Nhưng mà nó chưa có là một cái lời nói dối mà dai dẳng và gây ưu phiền nhiều nhất. Đó là cái lời nói dối cho rằng cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là gian lận. Và cho đến thời điểm này, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn nói đó là gian lận. Mặc dù là ông gõ cửa cả tối cao pháp viện là tòa án cao nhất của Hoa Kỳ, hay cho đến những cái tòa án thấp hơn, liên bang cho đến tiểu bang, người ta đều từ chối, không có đưa ra những cái phán quyết có lợi cho ông. Và ông Trump đã từng tuyên bố là bây giờ đó, Bộ Tư pháp, rồi FBI, rồi các cơ quan, rồi an ninh tình báo, rồi tối cao pháp viện đều bị mua chuộc hết rồi. Cho nên là họ không có đưa ra cái lời nói trung thực. Cho nên người ta nói cái lời nói dối mà nó vẫn còn gây ưu phiền nhiều nhất cho mọi người cho đến thời điểm này, đó là cái lời nói dối là cái cuộc bầu cử năm 2020 đã là gian lận. Và những cái ứng cử viên của ông mà muốn ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, họ vẫn rất là nhiều người trong số đó, họ vẫn đeo đuổi cái thuyết là cuộc bầu cử gian lận.
và họ không chịu nhìn nhận sự thật. Và thậm chí nguy hiểm hơn, thưa quý vị, có rất nhiều những ứng cử viên mà đối diện với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới, còn hơn một tháng nữa thôi. Và họ tuyên bố là họ sẽ không chấp nhận nếu mà thua cuộc. Bởi vì nếu mà họ thua cuộc đó là cuộc bầu cử gian lận. Đó là cái quan điểm, những cái lời nói dối. À, và riêng nói về chuyện tấn công quốc hội ngày 6 tháng Giêng, có một cái thông tin mà quý vị quên. Chính cái ông thượng nghị sĩ Ron Johnson là cái người rất là ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi là một vị thượng nghị sĩ của Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ. Và ông đã đưa ra cái lời tuyên bố là cái ngày 6 tháng Giêng đâu làm gì có yếu tố bạo lực. Đó chỉ là những người phản đối một cái vấn đề về chính trị trong cách ôn hòa và thôi. Và từ cái ngày sự kiện 6 tháng Giêng, những người mà tràn vào quốc hội ngày đó đó để dạy cho chúng ta biết cách sử dụng những cái khiên, cái cột đó, thưa quý vị, họ bứng lấy những cái cột ngay trong tòa nhà và họ tấn công vào cảnh sát của quốc hội đó. Họ đã dạy cho chúng ta cách biết sử dụng những cái khiên, cái cột đó để làm vũ khí. Đó là lời tuyên bố của ông thượng nghị sĩ Ron Johnson. Là một lần nữa Hoàng Vy vừa thơ là một cái vị nhà lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái lời tuyên bố nó không có căn cứ và nó rất là vô trách nhiệm như vậy. Và vừa rồi là một số thông tin đáng lưu ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.